Ngày hôm nay mình đã quậy khắp Thái Lan, nào là đi thủy cung, du thuyền 5 sao và còn rất là nhiều địa điểm nữa. Nhưng mà bọn mình đã tới với một ngôi nhà ma cực kỳ nổi tiếng tại Thái Lan, để xem nó có đáng sợ không nha. Chứ còn mình thì chắc mình xỉu rồi đó mọi người. Ok. Quay trở lại một ngày rất là bất ổn tại Thái Lan thì ngày hôm nay bọn mình đang có một cái dự định, đó chính là sẽ đi ngắm thủy cung nha. Nếu mà bạn nào mà tự hỏi rằng là ủa tại sao đi qua Thái Lan lại ngắm thủy cung nữa, là bởi vì tại vì bọn mình không biết đi đâu hết đó mọi người, cho nên là bây giờ bọn mình là quyết định là sẽ đi ngắm thủy cung nha. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, đó chính là thủy cung này được xây dựng bên dưới một cái trung tâm thương mại mấy bạn à. Đó, đầu tiên khi mà vào bên trong thủy cung thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chụp hình nha mấy bạn. Nhưng mà các bạn có biết được là cái hình khi mà nó xuất ra là trong nó như vậy nè mọi người, nhìn nó kỳ cục gì đâu á, cho nên là nó hơi bất ổn chút xíu. Nhưng mà thôi, đại loại là cái bước chụp hình này cũng coi như là thủ tục đi. Tới phần ngắm cá rồi, bây giờ để xem coi mấy bạn đoán được bao nhiêu con cá trong đây. Lấy tôi cái được. Ê, mình hỏi ngu xíu nhưng mà con này lấy cái ăn được không ta? Tại vì nó là tâm hồn mình. Biết mấy con này mình lấy mình luộc ăn được không? Ủa? Chị biết nè. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cái con bên trong kia kìa, chị thấy không? Con bên trong nó đúng to luôn á. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ngắm cá thôi nào. Wow. Thật ra là hồi trước là mình có đi một cái thủy cung của Singapore. Tôi vừa nói mini nhưng mà nó không mini lắm nha mấy bạn. Nguyên một cái vùng trời cá đây luôn mọi người ơi. Oh my god, siêu đẹp luôn á. Nhưng mà nếu mà cái kính này mà bể thì sao ta? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. À dạ, các bạn á. Đây mọi người thấy được mình không? Đó. Ở bên dưới đây không biết là nó có bị thiếu sáng không ta. Đây, nhưng mà mấy bạn có thể thấy được là ở bên dưới đây của chúng ta nhiều cá thật sự luôn. Bây giờ tụi mình đang tới một cái thế giới rất là ảo nha mấy bạn. Bên dưới đây tí nữa có mấy con cá mập bay qua. Nè sao? Mình đang có mặt ở bên trong một cái phòng 3D mấy bạn ơi. Phòng 3D này khá là đẹp nha. Mỗi lần mà Phong thấy mình quay phim rồi. Và khi mà mình đang quay á thì còn có thêm một cái bạn nào đó, bạn ấy tới chào camera nữa. Hello. Siêu dễ thương luôn. Hello. Mọi người có biết con này là con gì không vậy? Chứ mình là chịu thua luôn đó nha. Nhưng mà đây chính là cái con vật mà mình muốn gặp nhất, đó chính là chim cánh cụt. Cái lúc đầu khi mà mình tới đây á, mình thấy con chim cánh cụt con nào nó cũng đứng yên, mình còn tưởng đây là mô hình các bạn. Thật sự là mình tưởng đây là mô hình luôn đó nha. Nhưng mà cho tới khi là mình thấy có một con cử động á thì mình mới biết là đây là chim cánh cụt thật. Nhưng mà con chim cánh cụt ở ngoài đời á là nó rất là dễ thương và nó khá là ngáo nha các bạn ơi. Nhưng mà mọi người cẩn thận nha, chim cánh cụt cũng là một trong những cái loài chim mà hung dữ nhất mà mình từng biết đó. Đây, góc kia có mấy con mà nó di chuyển nhiều nè mọi người thấy không? Ở đây á là mình thấy mấy con chim cánh cụt nó được chia ra khu hay sao á. Đi tìm Nemo. Mình nhớ con này là cái con gì đó rất là quen nhưng mà mình quên mất con là con gì rồi. Mọi người biết thì bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Ngồi đây suy tư ngắm cá, sau đó là nhớ về những chuyện đã trải qua. Một cảm giác thật là u sầu. Ngắm cá đã xong, bây giờ chàng trai Kairon và cô gái Simmy quyết định đi vào một khu rừng. Ở đây mình đang thấy có một cái khu rừng. À không phải, nó là một cái hang động. Không biết hang động này là gì nữa. Một cái hang động mấy bạn. Vô đây là mình phải... không nên bật flash. Ở bên dưới đây như kiểu giống như là những con ký sinh trùng á mọi người. Như kiểu như là ký sinh trùng ấy. Lối thoát đây rồi. Cuối cùng cũng thoát rồi. Mình vô đây giống như là mình lạc vô cái thế giới rừng cũ nguyên thủy đó các bạn. Mấy bạn biết linh vật của mình là con thỏ đúng không? Nếu bình thường con thỏ là mình sẽ gọi là bay vòng vòng trên đây vậy nè. Sau khi khám phá khu rừng xong thì bây giờ Kairon đã phát hiện được đó chính là có thạch khủng long, có xương khủng long ở trong đây luôn. Wow. Nhưng mà không biết là đây có phải là xương khủng long thật hay không, nhưng mà chắc đây là mô hình thôi nhỉ, làm gì mà còn có thật nữa. Ôi, mà công nhận là nhìn xương khủng long ngoài đời nhìn nó khá là hay á nha mọi người. Ở đây là con rùa mọi người, mà mình đang tưởng tượng là ví dụ như nếu mà người ta nhảy vô đây trong xây thì sao ta, nó đâu có đường hàng rào gì để chặn đâu, nên là Ok, tiếp tục đi vào cái khu rừng này thì bây giờ chúng ta đến với một cái chỗ nghỉ chân. Thì cái chỗ này sẽ bán nước này, bán kem và bán đồ ăn, nhưng mà mình cũng không có nhu cầu lắm, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nha. Nhưng mà tiến vào bên trong một chút xíu nữa thì bây giờ mấy bạn sẽ thấy là có nguyên một cái khu rừng nhân tạo ở đây. Mình có nói đúng ta, lại là một hệ sinh thái gì đó mình không biết nữa. Xem, cái mới phát hiện dưới đây có con, cái con này xinh thích lắm rồi mấy bạn ơi.
Các bạn thấy gì không? Đây là con rái cá nè. Đây là con rái cá nè. Trời ơi, đây là một trong những con mình thấy dễ thương nhất trên đời luôn. Đây chính là con cá đuối, nhưng mà mọi người cẩn thận nha, đừng có để cái vẻ ngoài của nó đánh lừa. Đây là một trong những loài nguy hiểm đó. Hello, help me. Help me. No. Là những loài vô tri thôi, không có đâu rồi. Thật hoang mang, tình cảm lãng mạn. Làm sao? Đây chính là cái vùng trời mà hồi nãy mọi người được xem này nè. Ở đây á là siêu nhiều cá luôn, mà nó là một cái lớp kính rất là cao. Mình nghĩ là cái lớp kính này phải 1, 2, 3, 4, 5, 5 mét đó mấy bạn. Nhưng mà khi mà đứng ở đây á, làm sao chúng ta không thể nào mà chụp hình đúng không? Và tiếp tục tôi lại là một cái đợt chụp hình dạo nữa mấy bạn. Và mình lại chụp hình cho Simi. Yeah. Mọi người ơi, chỗ này là đúng là một đại dương luôn á. Đây mình quay, đang cố gắng quay xa nhất cho các bạn coi được. Ở bên dưới đây á là sẽ có cá mập bay vòng vòng nãy giờ luôn á. Đâu ta, mình không biết mọi người thấy không nữa. Đây đây đây, to vậy. Đây là Sammy nha mấy bạn. Đó Sammy đó. Ừ. Mình không nhớ là đây là cái loại cá gì nữa, nhưng mà nếu mà bạn nào mà nhớ thì để lại bình luận bên dưới nha. Nhưng mà mình thấy cái mặt của nó đúng sợ luôn á mọi người. Hả? Mọi người nhìn cái mặt của nó nè, như con người luôn á. Ôi trời ơi. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo bên trong cái chỗ này nha. Mình phải công nhận là ở trong đây nó khá là chiều đó. Ồ có con cá kìa. Wow. Thì nói chung là có con cá thôi, chứ cũng không có gì hết. Lại chụp hình, yeah. Và bên trong đây tiếp tục lại là một cái vòm kính siêu to luôn. Và mình để ý rằng là hình như bên trong đây toàn là cá, cá mập hoặc là những cái con cá sát thủ sao mọi người ơi. Cũng đúng, nếu mà để cá hiền ở với lại cá sát thủ thì cũng hơi căng. Đây là cái chỗ để người ta có thể ngồi ngắm cá mập đó mọi người. Bình thường là ngắm cá mập thì chúng ta sẽ ngắm tại đây. Mấy bạn tưởng tượng một khung cảnh ở trong phòng mấy bạn mà có cái kính này, và sau đó các bạn hãy ngồi đây mà ngắm nó đi, nó thật là chill. Siêu có muốn có cái bể cá ở trong nhà không Siêu? Không, sợ lắm. Nhưng mà cái thấy nó vui á. Ồ, hồi nãy giờ thì bây giờ mình mới thấy được có một con rùa kìa mọi người ơi. Trời ơi, đây là chắc là lần thứ 5 hay là lần thứ 6 gì đó mình thấy rùa trong đời thôi á. Và thực sự là lần đầu tiên mình thấy rùa bay. Lâu, rùa bơi ở bên dưới đây luôn á mọi người. Và có con cá đuối nữa kìa. Và tiếp tục nữa đó chính là những chú bé chim cánh cụt của chúng ta. Nhưng mà lần này thì mình đã đến được với một cái khu vực có thể thấy rõ hơn những cái chú chim cánh cụt này rồi. Nhưng mà mình để ý là chim cánh cụt này nó vô chi sao á. Nó cứ gọi là lên trên bờ, sau đó nó lại bơi, sau đó lên trên bờ, sau đó lại bơi vậy á. Và cái tướng đi của nó cũng rất là hài nữa. Nhưng mà đây chính là lúc mà mình được thấy chim cánh cụt bơi nè. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Oh my gosh. Lần đầu tiên được thấy chim cánh cụt bơi ở ngoài đời luôn á. Wow, và cái lũ này bây giờ mình mới phát hiện là nó bơi theo bầy đèn mấy bạn ơi. Và hình như là nó có cùng họ với lại con vịt hay sao á. Tại mình thấy cái cổ nó giống con vịt, còn cái bụng nó thì giống con cá heo. Đúng không ta? Sau đó là bọn mình đã cùng nhau đứng ở đây để ngắm chim cánh cụt á. Và mình có thể thấy rằng là chim cánh cụt là cái loài mình yêu thích nhất ở trong thủy cung này. Tôi nhận ra là chưa hết đâu nha. Ở trên đây còn có bán thêm đồ lưu niệm nữa. Mấy bạn có muốn mua này về để chưng không? Cái này là 280 bạc. Rái cá. Ê cá mập nè. Ê cái ly gấu tuyết kìa. Phong hợp. Đẹp thiệt á mấy bạn, nhưng mà hơi mắc. Ban đầu á là bọn mình cũng định mua một số quà lưu niệm, nhưng mà một cái món quà lưu niệm ở trong đây á là có giá lên tới tiền triệu lận á mọi người. Cho nên là bây giờ bọn mình quyết định là sẽ rời khỏi thủy cung. Và hiện tại là mình đang tới một cái shop mô hình bán Gundam mấy bạn ơi. Và thật sự là những cái mô hình ở đây khá là đẹp đó nha, nhưng mà nó cũng hơi đắt chút xíu. Cho nên là thôi mình bỏ qua đi nha. Và ở ngay giữa này của chúng ta là sẽ có một con Gundam siêu to khổng lồ luôn. Nó to chắc cũng phải bằng mình luôn á. Chắc thôi ra chỗ khác đi. Sau đó là mình đã tới một cái phòng nào đó. Và cái phòng này nó khá là ảo các bạn ơi. Coi như là mình ở trong bốn cái bức kính mà đều có màn hình LED luôn á. Di chuyển cho tới buổi tối thì bây giờ chúng ta đã đến với một cái du thuyền 5 sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối trên du thuyền 5 sao này nha các bạn ơi. Đó, nguyên cái con du thuyền này là mình thuê đó mấy bạn. Đó, mọi người thấy con du thuyền này không? Du thuyền này là mình mới mua nha. Cai mới mua con du thuyền này á. Ghê không? Thấy được không? Du thuyền này là mình mua mà. Ghê lắm. Ảo thật đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong du thuyền đó mọi người ơi. Yeah yeah, let's go. Nhưng mà tiếc một cái là chúng ta không được ngồi ở bên trên mấy bạn ơi. Bởi vì bên trên là hết chỗ để đặt rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi ở bên dưới thôi. Nhưng mà thật ra ngắm view cũng rất là đẹp nha. Hello.
mấy người ở bên thuyền kia nhìn qua đây, sau đó là mọi người kiểu ủa tụi này làm gì mà sao tụi chào vậy, nhưng mà mọi người cũng chào theo luôn. Nói chung là khá là vui á. Mọi người cũng có thể thấy là bây giờ là thuyền của chúng ta đang di chuyển đúng không, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong để xem coi là đồ ăn ở bên trong là có những cái món gì nha. Nhưng mà thành thật mà nói thì đồ ăn ở trong đây khiến mình hơi thất vọng một chút xíu bạn ơi, nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao có đồ ăn ăn thì cũng đã khá là mừng rồi á. Trăng hôm nay thật là đẹp, ngắm du thuyền cũng thật là đẹp, tất cả mọi thứ là đều là đẹp, chỉ tiếc rằng đêm nay không có em thôi. Uống cho thật say. Trước khi mà vào bên trong du thuyền á là mình đã canh và mình lượm ngay cái góc view đẹp nhất rồi các bạn à. Cho nên là các bạn đã thấy được á là mình đang ngồi kế bên một cái lớp kính, ở bên ngoài là một cái bờ sông và có những con du thuyền đi qua đi lại rất là tươi đẹp đúng không nào? À, mấy bạn thấy không? Cái tòa nhà sau lưng này của mình á là mình mới mua giá mấy triệu đô mọi người, bình thường thôi. Hôm nào mà mọi người muốn tới chơi cứ nhắn mình. Sau đó là bọn mình không biết làm gì nữa ngoài việc là ăn thôi, cho nên là bây giờ mình ăn. Ngồi một hồi á thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là có hai anh chị nào đó đang biểu diễn những cái nét văn hóa của Thái Lan các bạn ơi. Nói chung là cũng khá thú vị. Xin có nghĩ như vậy không? Thôi, tôi biết là cô nói tiếng Việt mà. Nói tiếng Việt không? Mình đau sắp luôn á. Hello mọi người. Nãy bọn mình có một cái màn sinh nhật vui lắm mà mấy ảnh mình quên đứng quay, nên là giờ chúng ta đang đến đoạn đoạn này nè. Để mình review nhanh nhớ bạn là nãy sinh nhật là có cái bánh kem nè. Đó, bọn mình giả bộ hát chúc mình sinh nhật dịch. Đó, ok. Mọi người chụm lại xíu cái được không? Rồi, vô nha. Anh giúp em với anh ơi. Rồi giả bộ ước đi. Rồi ok. Rồi 1, 2, 3. Sau khi tổ chức sinh nhật nhỏ xong thì bây giờ bọn mình lại tiếp tục ngắm view, và bọn mình đã có thử đi lên bên trên, và mình phải công nhận là bên trên đẹp thiệt nhưng mà nó hết chỗ rồi. 2 hours later. Ok mọi người, sau 2 tiếng ở trên cái chiếc thuyền này thì bây giờ bọn mình sẽ di chuyển tới nơi tiếp theo. Bây giờ bọn mình đang có ý định là sẽ đi nhà ma để xem coi là nhà ma chỗ này nó như thế nào nha. Vâng thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới một ngôi nhà ma. Hãy cùng Hero Team khám phá ngôi nhà ma này để xem nó ra sao nhé. Đây, giới thiệu với mọi người, đây chính là cái nhà ma. Thật ra nó cũng không hẳn nhà ma nữa. Đây chính là một cái hình nộm của cái nhà ma. Hello bạn. Vẻ ngoài bình tĩnh của mọi người dường như không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi trước khi bước vào ngôi nhà ma này. Nhưng mà bây giờ mọi người đã quyết định là sẽ vào đây, cho nên tất cả mọi người đều sẽ phải tiến vào ngôi nhà ma này. Hãy cùng xem những tiếng la thất thanh nào sẽ được. Dễ đâu. Trò trẻ con. Mấy cái trò này có điên chứ sợ gì. Cặp đôi đầu tiên, Kamui và Mr. Nhật. Cặp đôi thứ hai, Simi Sami. Cặp đôi thứ ba, thả bỏ ba đi. Và bây giờ giây phút tiến vào bên trong á cũng đã tới rồi mấy bạn ơi. Và trước khi mà tiến vào á thì mấy bạn có thể thấy được á là mỗi ghế của chúng ta sẽ ngồi được 2 người đúng không. Và nói chung là bọn mình đã chia gặp rồi. Thật ra là mình thấy thanh niên này cũng mắc cười nên là mình quay lại thôi. Không hiểu ai có thể làm được điều này luôn á. Rồi ok, vào thôi. Bên trong đây còn có một Elsa nữa, nhưng mà Elsa này hơi kinh dị nên mình che mặt lại nha. It's so scared. Phong ơi, đi Phong ơi. Thôi tụi tôi đi trước à. Ê bớt sợ quá Phong ơi. Được rồi, đi thôi. Ê mọi người ơi, bây giờ á tôi sẽ quay cam như thế này, tôi không quay mặt của tôi đâu, nhưng mà tôi sợ quá mọi người ơi. Ê cây, dép. Ôi bạn ơi, mình tưởng nó bay cao lắm chứ sao nó thấp quá vậy bạn. Mình tưởng nó bay cao chứ sao nó thấp quá vậy bạn. Mày bật cái mà lát lên, đúng rồi. Ê, ai phía trước kìa. Đứng quá. Cái gì vậy?
Rồi hết bình thường, Ôi ba cái trò này. Bình thường. Hello. Ôi thôi, ba trăm bạc hả? Không có bạn ơi, sao 300 bạc vậy được? Con này nhìn hai vậy. Vô nữa bạn ơi. Cái cửa sổ bạn ơi. Đâu rồi? Cửa sổ nhiều khi nó mở ra nha. Sẽ có bạn cầm thật hay giả vậy? Sẽ có bạn cầm kìa. Cái thật hay cái giả vậy? Sao vô đây đi xuống vậy? Ê! Sao vô đây đi xuống dưới vậy? Ê bạn, có khi nào đi có người thật nhào đâu bạn? À, xỉu luôn các bạn. Đừng có cái gì nó chạy ra nha. Ê, mình sợ mấy cái cửa lắm rồi. Thấy bình thường ha. Không gì vô. Thật ra là nó cũng bình thường các bạn. Nó thật ra là nó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ lắm. Và đó cũng chính là lúc kết thúc vlog ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem vlog này. Và nếu mọi người yêu thích vlog này thì đừng quên để lại cho mình một nút like, share và một nút subscribe. Và đừng quên lấy cái chuông để cập nhật những video mới về kênh của mình luôn nha. Và đừng quên là giúp cho video này của mình đạt được 5.000 like nha mọi người ơi. 5.000 like. Còn bây giờ thì bọn mình đang đi xe túc túc để về khách sạn. Cái tóc mình vuốt 3 tiếng trời mà giờ nó vậy á. Thôi được rồi, tạm biệt mấy bạn. Bye bye.